một chiếc Kia Morning. Bác chủ xe cũng đã mạnh dạn để nâng cấp một số đồ chơi cho nó, trong đó có một cái màn hình Z-Tech DVD, hệ điều hành Android và một bộ cảm biến áp suất lốp TL601. Như các bác đã nhìn thấy đây ạ, thông số về lốp đây ạ. Anh có thể di chuyển một cái ra đây. Ok chưa? Bên này hết đất rồi thì ra để bên này. Kích vào đây nó cũng có thể lên được. Với phần mềm này là tiếng Việt toàn bộ, cài đặt đảo lốp tất cả là bằng tiếng Việt. Cảnh báo bất kỳ một lốp nào nó sẽ nháy vào đây nếu như mà dưới mức tiêu chuẩn, ví dụ như là dưới 1,8 cân nó sẽ cảnh báo. Nhiệt độ 4 lốp. Các bác quan tâm đến sản phẩm cảm biến áp suất lốp hoặc DVD cho xe thì có thể để lại thông tin ạ. Bên em sẽ tư vấn ạ. Một bộ HUD hiển thị lên kính lái. Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi shop Đăng Phương Auto. Cảm ơn các bác.